Chào các bạn nha. Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình. Hôm nay là chủ nhật các bạn. Thì hôm nay mình buổi sáng mình đi làm vườn về nha các bạn. Thì buổi trưa này mình làm một cái ẩm thực gọi là gà hơ mông nướng lửa than các bạn. Hôm qua chúng mình mưa các bạn, củi rồi ướt hết trơn. Thì bây giờ mình không có ra đồng được, ngoài đồng cũng sình không à. Thì bây giờ mình nướng ở sau nhà mình luôn nha các bạn. Mong các bạn xem hết video này, thấy thích video hãy đăng ký kênh và nhấn like ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ nhen lửa và nướng món gà hơ mông nha các bạn. Thì sẵn đây mình muốn chỉ cho các bạn một cái mẹo luôn, rất là đơn giản. Các bạn thấy một cái bịch di lông này nó đang bị mình mua than vậy các bạn, nó bị cột cứng như luôn nè. Giờ nếu mà mình mở ra, mình muốn nhanh thì mình test ra cũng nhanh thôi các bạn, thì mình lấy kéo cắt đi cũng nhanh. Nhưng mà mình muốn chỉ cho các bạn cái mẹo này thì các bạn có thể đi chơi hay tới chỗ nào chơi thì mình có thể móc ra sử dụng cái bí quyết này. Nếu ví dụ như nhà bạn gái mình muốn làm ra oai các bạn, thì mình lấy ra mình làm như vậy cho bạn gái mình thích ha các bạn ha. Thì cái điều đầu tiên, đây là một bịch cục nướng nha. Điều đầu tiên là muốn gỡ nó ra thì các bạn bật xuống đây gỡ rất là khó ha. Muốn gỡ là khó, mà các bạn lấy kéo thì rất là đơn giản rồi ha. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Các bạn cầm một bên của cái quai vậy nè, đây là hai quai. Các cầm một bên của quai, các bạn xoắn vô nha. Xoắn theo hướng kim đồng hồ, xoắn được kìa, xoắn chắc luôn nha các bạn. Xoắn chắc một bên vô. Khi nào mà nó cứng nữa mà các bạn mà không xắn được nữa rồi thì các bạn đẩy ra nha. Nha các bạn thấy không nè, chúng ta đẩy cái phần này qua bên phía bên tay trái ha, dùng bên tay phải đẩy ra, các bạn thấy chưa, các bạn thấy nó ra qua ra rồi, thấy chưa nè. Đó, rất là đơn giản hơn các bạn. Đây lấy ra, thế là đã đặt cái bạch chi đâu, thấy các bạn. Nếu mà các bạn không biết á, thì các bạn lấy kéo bạn cắt rồi bạn bứt ra thì nó đơn giản. Còn các bạn muốn, mình muốn thể hiện ở trước mặt nhà bạn gái mình mà, hay là bạn bè mình gì đó, mình thể hiện mình làm ha. Đây mình làm lại lần nữa cho các bạn xem nè. Đó, bạn siết chặt lại ha. Nếu mà đơn giản mình gỡ ra thì nó rất là khó, nếu mà không có móng tay thì rất là khó ha. Thì mình chỉ cần xoắn ngược lại ha. Đó, xoắn là như là mình chỉ vậy nè. Xoắn khi nào mà nó cứng cái đầu mà bạn không xoắn được nữa thì bạn đẩy qua phía đây tay trái ha, đây là tay phải, bạn đẩy qua tay trái nè, nhìn thấy không, bạn đẩy ra đó, cỡ nào cũng ra nha các bạn, bịch cột cứng cỡ nào cũng ra. Đấy, vậy là đã xong, đã có bịch gì đâu thấy các bạn. Bây giờ mình nhen lửa nha các bạn, không có sàm sàm nữa, hết thời gian. Nay thứ bảy này không có tập trung về nhà vợ nữa mà chơi ở nhà mình luôn nha các bạn. Tính ra ngoài đồng làm mà hôm qua mưa các bạn, ướt nhẹp luôn, không có làm được. Đây là gà hơ mông nha các bạn. Đây, bạn thấy gà hơ mông không? Nó đen giống như dạng như gà ri của mình các bạn. Nó đen từ trong thịt, mà cái thịt nó cũng đen luôn các bạn, đen từ trong thịt mà ra cái chân, ra cái ngọn, cái đầu luôn á. Nói chung là phần thịt nó, cái gì nó cũng đen. Thì cái này bây giờ mình ướp dầu, mình sẽ nướng nha các bạn, nướng và mình sẽ chấm muối ớt ăn. Hôm nay chủ nhật á thì bạn bè điện rủ nhau đi tụ tập nhậu nữa các bạn. Mình thì dân làm Hà Long mà sao nhậu được, nên thôi quyết định về nhà nướng gà ăn mình các bạn, không rủ ai luôn. Chơi vậy cho anh em lát chiều anh em mà xem video nó mới tức. Rồi bỏ gà lên nướng nha các bạn. Mình nãy mình ướp dầu cho nó ra để nướng cho nó khỏi cháy các bạn. Trời, chú mình đang chuyển mây chuyển mưa đây, không biết nướng xong con gà kịp không, hay đang nướng nó chần chầm bẹp luôn đây. Đây gà hơ mông nữa các bạn, nó đen từ chân luôn, nói chung bộ lông nó cũng đen nữa các bạn, con người nó chỗ nào cũng đen, chỗ nào trắng.
mình nướng xong mình chấm muối ớt nữa các bạn. Trời cho mình đang mù đang thui luôn. Gà này của em mình ở trong Đồng Nai các bạn, nó gửi ra nó cho mình 2 con, mà một con thì mình nuôi 2 con luôn các bạn à. Mình nuôi để mình chờ em nó ra rồi anh em giao lưu luôn á, mà nó không ra. Rồi cái con gà này dạng như nó không có quen hợp với lại gà ta mình các bạn, nó nuôi theo kiểu gì không biết, mà mình về mình nuôi á thì nó rất là ốm, nó càng ngày nó bỏ ăn nó ốm, và mình thấy nó ốm quá thì thôi mình cho nó đi đầu thai nha các bạn. Còn một con nữa thì để nó chờ em nó ra, nếu nó ra thì anh em nướng ăn, còn nó không ra thì chắc mình làm luôn. Mình để cái hướng mà gió thổi vô vậy nè bạn, cái đầu miệng bếp á, gió thổi vô vậy để cho con gà khi nó không có khói than lên nó không có bị hư khói nha các bạn, nó không có bị cháy gà nữa. Này mình nướng cỡ chừng 15 phút là gà nó chín nha các bạn. Được 15 phút rồi các bạn. Gà hơi mông mình nướng được 15 phút rồi. Các bạn thấy nó vàng chưa? Thằng bụng nó vàng. Thằng mình ở trên này cũng vàng rồi các bạn. Mình chỉ cần nướng cỡ 10 phút nữa là mình ăn được các bạn. Gà tơ các bạn nên nó cũng mau chín. Như con cò. Tại vì những con gà khác thì mình có bôi mật ong luôn các bạn, để cho nó vàng, mật ong lại nước cốt chanh đó, để cho nó vàng nó đẹp. Nhưng con gà này thì mình không bôi, thì các bạn biết sao, nó gà hơi mông mà. Mình có bôi chăng nữa nó cũng đâu vàng được đâu, nó đen thui à. Nên thôi tốt nhất khỏi bôi, để vậy luôn. Chín hết rồi các bạn, mình tước nó ra hết rồi. Bạn thấy đã không? Này mình chấm với nước cốt chanh sệt sệt mà ăn thì thôi nhá. Tét cái mình giả nước mắm, giả muối ớt nha các bạn. Muối ớt vào trong này mình có đường nè, bột ngọt nè, muối tôm nè, muối bột rồi nha các bạn, và ớt khô nha. Rồi, giờ là mình nặn chanh vô. Ok, giờ chuẩn bị làm quất thôi nha các bạn. Xong các bạn ơi, nãy giờ mình nướng xong hết rồi. Giờ mình ăn gà hơ mông kèm với lại khế chua và chuối chát nha các bạn. Đây là mình có một chén mắm ớt nha các bạn, muối ớt chanh. Mình mời các bạn nha, làm trước cái mề nha. Các bạn. Mề dai các bạn.
Thế à? Thấy gù quá. Chà, bắt đuôi nha các bạn. Chà, thịt đen luôn. Ngon quá các bạn ơi. Gà hơm mông ngon các bạn, thơm ngon. Mình nướng, nói chung đồ nướng mà, đồ nướng cái nào cũng ngon. Chưa nắng mặn dành ăn thế nó đã ha. Thịt nó ngọt các bạn. Mọi người à, nếu thích video này và thương quý người con Bình Thuận thì cho mình xin một đăng ký và một like và chia sẻ video này ra để cho mọi người biết cùng nhau và làm và biết thưởng thức cái món gà hơm mông mình nha các bạn. Chào các bạn nha.